Khi tôi ở nhà bố. Ở đây cũng thế mà tao chỗ nào cũng thế mà tao. Ôi bảo sao ngủ ngon thế. Đề nghị bố gỡ xuống cho chị em ship về Sài Gòn. Thì mày cao nhưng ý mày đang muốn nhập viện hả con? Luôn bây giờ bye bye. Không, bye bye, con luôn. Sài Gòn, con Sài Gòn, nhà bố. Con không ngủ được. Con xin qua. Ngủ, không ngủ được, bố hiểu in không? Đi. Thật không được, in đi. Rồi hai bố con tự xử lý. Khi tôi ở nhà mẹ. Bố cũng treo ảnh con, mẹ cũng treo ảnh con. Con xỉu quá. Tại sao không treo ảnh tay ba lô? Tay ba lô sợ quá, không biết.